Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Rìa Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội diện tích rộng, mặt tiền rộng, kinh doanh tốt và có thang máy khu vực quận Hoàng Mai thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Trương Định, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 66m², được thiết kế 5 tầng với giá đang được chào bán chỉ có 14,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội thiết kế có gara ô tô và thang máy, mặt tiền rộng, diện tích rộng, kinh doanh tốt, nằm tại đường bờ sông Xét, phố Trương Định, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 66m² với mặt tiền là 4,6m và được xây dựng 5 tầng anh chị nhé. Nhà hướng Tây Nam, đường trước nhà đây, có vỉa hè hai bên, view sông rất là rộng rãi. Với thiết kế mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 là khu vực gara ô tô hoặc kinh doanh, tầng 2 phòng bếp phòng khách, tầng 3 tầng 4 mỗi tầng 2 phòng ngủ, khu vực tầng 5 là phòng thờ sân phơi. Hãy cùng em Phương lát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Căn nhà chúng ta thì tính ra thì nó sẽ được 3 mặt thoáng đấy. Mặt thoáng phía trước này, bên cạnh này, đấy, nửa nhà thoáng này, thoáng phía sau nữa luôn. Với tầng 1 thì thiết kế để thông sàn nhằm cho mục đích kinh doanh, hoặc là nếu anh chị nào mà có để làm gara ô tô thì rất là tuyệt vời. Nói chung là với tầm diện tích 66m², mặt tiền 4,6m thì form nhà chúng ta sẽ rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ cùng lên tầng 2 xem là form thiết kế các tầng trên như thế nào anh chị nhé. Mỗi tầng 2 phòng thì thiết kế thì cũng dễ hình dung thôi. Vệ sinh ở giữa, à, phòng khách phía ngoài, phòng khách thì cực rộng rồi, thông số thì quá là hoàn hảo để thiết kế. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 14,5 tỷ cho một căn nhà như thế này, và mức giá này thì sẽ có thể thay đổi theo giá thị trường, thay đổi theo thời điểm. Quý anh chị muốn biết rõ giá thời điểm lúc xem video thì có thể gọi điện cho em Phương hoặc là check ở phần mô tả của video anh chị nhé. Bếp ở đây ok. Thực ra thì nếu mà tầng 2 mà làm thông thẳng từ đây ra kia, không làm nhà vệ sinh này nữa thì sẽ cực kỳ thoáng luôn, cực thoáng. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có nhiều gia đình thì cần những nhà vệ sinh ở đấy, nếu có người già thì nó sẽ tiện hơn. Wow, phòng ngủ này rộng mênh mông luôn. Ở đây thì mặt vào sông, kinh doanh tốt. Nói chung là kinh doanh gì cũng được ở đây. Vệ sinh rất rộng luôn. Chỉ có điều là ở đây xây như này 5 tầng hơi thấp. Thực ra thì nó được 6 tầng thì cũng còn tạm ổn hơn. Còn đương nhiên là về công năng sử dụng thì cũng đã tương đối ổn rồi. Chúng ta đang ở tầng 3 lên tầng 4. Thang máy 450kg cho 6 người. Khu vực Trương Định này thì em còn rất là nhiều các căn nhà nữa. Em còn 2-3 căn nhà mặt phố Trương Định, cũng như khu vực Tân Mai, quanh khu vực này còn rất là nhiều các căn nhà, đặc biệt là những căn nhà có gara ô tô và thang máy. Đấy. Từ tầm giá 8, 9, 10 tỷ thất lên. Vệ sinh rộng rãi, đương nhiên rồi, sẽ rộng rồi. Tầm diện tích này mà không rộng nữa thì thôi. Khu vực tầng 5, phòng thờ sân phơi. Phòng thờ phía sau thì đương nhiên rồi, phòng rộng rãi.
phía trước là khu vực sân phơi với một căn nhà 66 m, đẹp rộng mặt tiền như này, thông số tuyệt vời, thiết kế có thang máy, kinh doanh ổn định. Đấy. Mức giá chỉ 14,5 tỷ, theo anh chị thì mức giá này đã nên sở hữu căn nhà tuyệt vời này hay chưa? Đấy, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên gọi điện cho em Phương ngay để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.